Long Nhật, Văn Khanh, Quý MC, Quang Vũ, Sang Miệt Thứ, Chi Thống, Văn Khanh, Lưng Siro, Quang Vũ, Bảo Cao, Long Nhật, Xuất. Bóng Chuyền ở đây xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn trận bán kết thứ nhất của giải bóng chuyền 44 tự do quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Giữa hai đội, đội bên đây sân gồm có Sang Biệt Thứ, Long Nhật, Bảo Cao, Chí Thống, Quý MC, Tony Chuyền 2. Còn đội bên kia sân là đội bóng chuyền bãi biển Sanet Khánh Hòa, gồm có Văn Khanh, Lưng Siro, Xuất, Quang Vũ, Nhân. Đội bóng chuyền bãi biển Khánh Hòa chỉ không có sự góp mặt của cặp bài trùng Quốc Vinh. Hai đội làm thủ tục trước trận đấu. Đội hình bên đây, Quý MC đánh cầu trái, Long Nhật đánh cầu phải, Chí Thống đánh giữa, Tony Chuyền 2. Ở set đấu thứ nhất này thì đội bãi biển xe đáy Khánh Hòa là đội phát bóng trước. Không đều. Quý MC cắt bóng tốt. Điểm 1-0. Đội hình của bãi biển Sa Nét Khánh Hòa, Văn Khanh đánh cầu trái, Lưng Siro đánh giữa, Quang Vũ đánh phải, Nhanh Chuyền 2. Quý MC phát bóng. Pha phá bóng rất hay của Quý MC. Quá đẹp mắt. Điểm 2-0. Pha cắt điểm rất ngọt ngào vừa rồi của Long Nhật. Điểm 2-0. Với Bảo Cao chắn bóng tốt. Điểm 3-0. Quang Vũ đập bóng chạm tay vắng bay ra ngoài. Đội điểm 1-3. Rất hay. Và các điểm rất đẹp mắt của Quý MC. Đội điểm 4-1. Đây là trận bán kết 1 của giải bóng chuyền 44 tự do của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ông đặt tên điểm số cho đội bên Khánh Hòa. Nhẹ mà đau. Pha vừa rồi của Văn Khanh. Đội điểm 2-4.
Quang Vũ phá bóng, bóng bay ra ngoài, đổi điểm 5-2. Lưng Siro đập bóng đẹp mắt, đổi điểm 3-5. Nguyễn Đình Si đập bóng chặn tay trắng bay ra ngoài, đổi điểm 6-3. Bóng lọt trắng, đổi điểm 4-6. Một pha chuyền bóng dư tầm cho Long Nhật, đổi điểm 5-6. Quá hay. Phong cách thi đấu của Quý MC rất là điềm đạm. Đợi điểm 7-5. Rất quy lực. Bóng rất may mắn cho đội đại biển sẽ nói các bạn. Để điểm 6-7. Bộ bóng tốt của Chí Thống. Điểm 8-6. Bóng rất nặng ký quý vị. Ông tốt. Trọng tài bắt rất là dễ. Đợi điểm 7-8. Bóng leo lưới. Điểm 8-8. Chúng tôi đã dần thấy những tràng pháo tay của quý vị khán giả. Hai đội thi đấu rất là thận trọng. Quả bóng rất quen thuộc của VMC. Đổi điểm 9-8. Là pha đập bóng lọt khe trắng. Đổi điểm 9-6. Bóng đập tốt, điểm số cho đội Hoàng Minh 19. Lộc Nhật tiếp tục ghi điểm cho đội của mình. Đổi điểm 19.
cũng rất mạnh, chẳng tốt. Xe mày thử bỏ bóng rất đơn giản, lượng siro rất khôn khéo, ăn tay Long Nhật đẹp, mới đều. Phát nhẹ mà đau. Ông chặt cái trắng ra ngoài, điểm số cho đội Hoàng Bách 11 rồi. Lần này thì Long Nhật có pha xử lý rất là khôn khéo. Điểm 11-10. Trực tiếp của QMC. Điểm 10-20. QMC phát bóng rất đều, rất mạnh. Rất mạnh quý vị. Vẫn là công lớn của Quý MC. Điểm 10-30. Bóng vừa ra ngoài quý vị. Đợi điểm 11-13. Quá khéo léo. Điểm số cho đội Hoàng Minh 11. Điểm 14-11. Điềm đạm tỉnh táo, đó là phong cách thi đấu của QMC. Mười bốn mười một. Có lưới rồi quý vị ơi. Như vậy là Lâm Nhật đã chạm lưới. 12-14. Đội điểm 12-14. Nhận pháo bóng. Lưng Siro chắn bóng tốt. Đội điểm 13-14. Đánh 15 điểm tới thắng nghe quý vị. Xin hội ý. Rồi quý MC xin hội ý. Dạ quá đông rồi. Sẽ đấu tiếp tục. Đợi điểm, điểm 13-14. Pha bóng này Tony truyền cho ai đây? Quý MC. Bóng trong sân quý vị. 15-13. Như vậy đội của Quý MC tạm dẫn trước 1-0 trước đội Bãi Biển Sa Nét Khánh Hòa. Hai đội đổi sân chuẩn bị bước vào set đấu thứ hai. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Đội
Minh có thông trước. Ở set thứ đấu này thì ở set đấu thứ hai này thì đội của MC là đội phong bóng. Điểm số không đều. Xem là thứ đem về cho đội của mình một điểm. 1-0. Bóng ra ngoài. Đổi điểm. 1 đều. Có bóng ra ngoài, điểm số 1 đều. Hoàng Vũ phát bóng, không có gì khó khăn cho sút. Điểm 2-1 về bãi biển Khánh Hòa. Lâm Nhật lập bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 2 đều. Xin đưa các cầu thủ viên bên hai bên rộng ra để cho vận động viên dễ thi đấu. Chắn bóng chậm đưa điểm số cho đội bãi biển 3-2. Bảo cầu chắn bóng chạm lưới. Đổi điểm 3-2. Không dính thế nào luôn. Bóng đập tốt của MC. Một pha bẻ rất hay của quý MC. Điểm 3 đều. Đúng giờ đi làm nói bả đi không chuyện gì đi. Lưu Siro bỏ bóng tốt. Đợi điểm 4-3. Bóng phát ra ngoài. Điểm số 4 đều. Hoàng Vũ phát bóng ra ngoài. Điểm 4 đều. Rất hay. Điểm số cho đội bãi biển 5-4. Điểm 5-4 cho đội bãi biển Khánh Hòa. Đổi điểm 5 đều. Bóng bỏ bóng của Nhân Siro. Lưng Siro bỏ bóng tốt. 6-5. Điểm 6-5. Đổi điểm 6 đều. Phát ra ngoài, điểm số cho đội bãi biển Khánh Hòa 7-6. Quý MC có bóng bay ra ngoài. Điểm 7-6. Bộ bóng rất lẹ của Chí Thống. Điểm số 7 đều. Điểm 7 đều.
nhanh hơn đạn bắn nữa. Chạm lưới của nhân Siro điểm tới cho đội. Lần Siro bỏ bóng tại chạm lưới. Điểm 87. Quý MC đập bóng chạm tay trắng bay ra ngoài. Điểm bóng 97. Pha chắn bóng rất hay của Bảo Cao. Điểm 17. Gia Luân đập bóng không sang lưới. Điểm 11-7. Một pha bỏ bóng kéo léo của chị hai đội Bảy Biển Khánh Hòa. Điểm số cho đội Khánh Hòa 81. Vừa rồi Nhân bỏ bắt hai thành công. Điểm 81. Bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm số cho đội Hoàng Minh. Long Nhật đặt bóng chạm tay trắng bay ra ngoài. Điểm 12-8. Chắn bóng chạm lưới của Long Nhật. Long Nhật chắn bóng chạm lưới. Đã điểm 9-12. Bóng phát ra ngoài điểm cho đội Hoàng Minh 13-9. Hoàng Vũ phát bóng ra ngoài. Điểm 13-9. Bóng phát ra ngoài điểm số cho đội Đại Biển 13. Quý MC phát bóng ra ngoài. Điểm 10-13. Bóng đập ra ngoài điểm số cho đội Đại Biển 11-13. Quý MC đập bóng ra ngoài. Điểm 11-13. Tiếp tục lại đập bóng ra ngoài của Quý MC. Điểm 12-13. Đội Hoàng Minh xin hội ý. Đội Hoàng Minh Quý MC xin hội ý. Mười hai mười ba. Rất nguy hiểm. Mười ba điều. Lần này thì quý MC đem về cho đội của mình một điểm rất quan trọng. 14-13. Chèn được, chắc được thế nào.
15-13. Như vậy đội của Quý MC giành chiến thắng 2-0 trước đội Bãi Biển Sài Nét Khánh Hòa. Đội của MC là đội đầu tiên bước vào trận chung kết của giải bóng chuyền 44 tự do của quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng chuyền ở đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Hẹn gặp lại, chào tạm biệt. Má, đứng dưới mặt kia rồi. Cũng ghê.